có nhiều người buồn ghê lắm, giận là tại sao tôi không chữa bệnh. Tạm biệt nhiều lắm, tại sao không có chữa bệnh, mà lại mở lúc dài không, không có chữa bệnh. Tôi thì tôi đi dạy khắp nơi. Tôi thì tôi có cái giấy phép hành nghề. Và cái giấy phép hành nghề tôi á, là tôi được ký suốt đời. Có nghĩa là hồi trước á, là mỗi lần làm giấy phép là phải 3 năm phải làm lần. Mà tôi làm suốt đời. Chỉ cái là xin giấy phép mà chính thức để mà được chữa bệnh thôi. Nhưng mà tôi không có làm cái chuyện đó. Là một cái lý do là hiện nay á, là bệnh tật á, của mọi người á, rất là nhiều và nó cần phải có một cái thời gian điều chỉnh và ở bản thân tôi á, thì không thể đảm đương một cái công việc đó được. Tức là tôi mà tôi làm cho mọi người chữa bệnh ấy, thì giỏi lắm là một lần đến hai lần là hết rồi, tôi phải đi công chuyện, đi chỗ đi xa, nơi khác rồi đi ra nước ngoài dạy. Nên là tôi không thể nào làm được điều đó. Nhưng nếu như mà mọi người được đi học, được nắm những cái phương pháp đó, và biết tự phòng ngừa cho chính mình đó, thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Còn có những người có năng khiếu thì sẽ qua đó sẽ giúp được cho nhiều người khác. Thậm chí có những người ngày xưa tới giờ là làm cả nghề đông y, châm cứu, thuốc, men và các thứ đó. Nếu có cơ hội học được cái phương pháp này sẽ còn giúp được cho nhiều người khác hơn, chứ không phải chỉ có một mình cá nhân của tôi có thể làm được điều đó. Có những người mà theo tôi một thời gian họ làm còn hay hơn tôi thì như vậy mới đúng, phải không? Thành ra là mọi người phải hiểu được cái điều đó, phải truyền đạt lại cho mọi người, phải đem lại cho mọi người. Cho nên khi vào một thời lực mới chết á, thì cái phương pháp đã gần như là chìm vô trong dĩ vãng, không ai biết tới. Còn bây giờ mình triển khai ra, mình có cái cơ sở khoa học, rồi mình không phải chỉ có riêng của bệnh lịch không, mà mình còn kết hợp nhiều cái khác nữa mà để hỗ trợ cho người bệnh một cách thật là tuyệt đối. Ví dụ như nè, trong cái đó là bây giờ là thêm cái này nhịn ăn này, hốt không khí này, rồi chùm đá nóng này, mấy cái đó bệnh lịch ngày xưa không bao giờ có. Nhưng mà bây giờ có cái đó thì cái phương pháp này nó trở nên tuyệt vời hơn. Cái tôi nói cái câu tuyệt vời hơn để cho mọi người biết. Cái tuyệt vời ở chỗ này chị biết không? Là chúng ta dùng một phương pháp kết hợp nhiều phương pháp khác mà chúng ta ứng dụng nhưng mà lại không phải dùng đến thuốc. Cái điều đó là quan trọng. Cái thời đại hiện giờ là không dùng đến thuốc là cực kỳ quan trọng. Đó, thành ra là tôi muốn nói để nhắn nhủ cho mọi người hiểu tại sao mà phải làm như vậy. Tôi không đáp ứng được hết. Mà tôi truyền đạt lại hiện nay là tôi cho mọi người học cái lớp này là căn bản với cái gọi là nâng cao, nhưng mà thực ra nằm trong cái nâng căn bản. Đến khi mà ai học cái lớp căn bản và chuyên sâu trong đó, chúng tôi có một lớp gọi là lớp Pakistan 1, 2, và những cái anh em đó là những người chuyên môn, thường là chuyên môn hết, đến thì học được tôi huấn luyện, và chúng tôi thành lập một cái câu lạc bộ là những cái người đó khi mà xong chương trình rồi đó là mỗi tháng tôi có cái buổi họp riêng cho những người đó để cho nâng cao tay nghề người đó đi, người đó làm việc tốt giống như tôi. Thì như vậy mọi người hiểu được cái mục đích của tôi đây rồi. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.